Xin chào các bạn sinh viên Văn Lang. Khi nhắc đến cụm từ nghiên cứu khoa học, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Rồi nghiên cứu khoa học toàn dành cho mấy thánh giỏi mới làm được ha. Khó lắm luôn á mấy bạn ơi. Nghiên cứu khoa học là dành cho các ngành hàn lâm thay vì các ngành mỹ thuật như mình. Nghiên cứu khoa học sao mà khô khan thế? À không, đó chỉ là câu trả lời của mình cách đây một vài năm. Còn bây giờ mọi chuyện đã khác rồi nha. Có bao giờ bạn nghĩ sinh viên làm nghiên cứu khoa học cũng là một cách bắt trend thời đại không? Xin chào tất cả các bạn. Thì niềm tự hào lớn nhất của mình khi được học với mấy trường Văn Lang đó là thành công của đề tài nghiên cứu của nhóm mình. Thì đề tài đó là nghiên cứu sản xuất túi giấy sinh học và phân bón hữu cơ từ thân cây chuối. Thì nhóm mình đã đạt được sinh sương 4 giải thưởng và còn được lên sóng trên HTV, VTV cũng như là một số trang báo lớn khác nữa. Khoa Văn Nghệ, một trong những khoa giáo truyền thống về nghiên cứu hóa học tại trường Văn Lang. Mình sẽ làm việc chung với thầy giáo hướng dẫn và các bạn sinh viên ngành công nghệ thực phẩm. Kết hợp thế mạnh kiến thức của hai ngành, nhóm mình đã nghiên cứu và cho ra giải pháp đó là biến đổi phế liệu phụ phẩm nông nghiệp, ví dụ như là bã mía, trục bình vân vân thành vật liệu carbon. Sau đó người ta sử dụng vật liệu carbon này để hấp thụ chất thải dành nhuộm với số lượng nhất định, và điều đặc biệt là sẽ không gây thêm ô nhiễm môi trường nước. Chính điều này mình rất quyết tâm với đề tài này. Cũng như Phát, mình cũng thích các đề tài nghiên cứu liên ngành. Đề tài lần này thì nhóm mình đã nhận được sự hướng dẫn của hai thầy cô đến từ khoa công nghệ thông tin và khoa công nghệ. Thì nhóm mình đang trong quá trình xây dựng website trao đổi đồ tái chế và khuyến khích tăng nhận thức về môi trường cho cộng đồng sinh viên Văn Lang. Nhờ vậy mà mình đã được học hỏi thêm các kiến thức bổ ích về ngành môi trường, lĩnh vực mà trước đó mình chưa được tìm hiểu nhiều. Học một mà được hai lần đó. Trong suốt 4 năm học tại Văn Lang thì tụi mình cũng có rất nhiều bài nghiên cứu quy mô nhỏ để phục vụ cho môn học. Đến cuối năm 4 thì tụi mình đã quyết định tham dự giải thưởng nghiên cứu học Educa. Và may mắn là tụi mình đã được vào vòng bán kết. Đề tài cũng đã được dự thi nghiên cứu học cấp bộ. Đề tài xuất phát từ tình hình trong đại dịch Covid-19, phần nào đã thay đổi thói quen thanh toán bằng tiền mặt của khách hàng sang các hình thức thanh toán trực tuyến. Điều đó là những điều mà sinh viên kinh tế tụi mình cần tìm hiểu và nghiên cứu. Thật sự rất vui khi Yumi Anh Dũng Mạch đã đối mặt 4 đề tài tại Diễn Văn Lang tại vòng bán kết cuộc thi Eureka năm nay. Đây là đề tài lớn tính ứng dụng khá cao và cho phát triển từ khóa luận tốt nghiệp vừa rồi của mình. Và rồi năm nay thì mình và cả nhóm có làm một đề tài nghiên cứu khoa học mang tên là A Study on Collaborative Online Learning Among EFL Students in Văn Lang University cho hội thảo nghiên cứu khoa học quốc tế Asia Code 2021. Và quả là một điều may mắn khi mà đề tài của nhóm mình đã được chọn để xuất bản lên tạp chí nghiên cứu khoa học quốc tế Asia Code Online Journal số 12 tháng 3 năm 2021. Thật sự thì ngành học thiết kế đồ họa của mình không có nhiều cơ hội và thời gian để tham gia các đề án nghiên cứu khoa học. Nhưng thay vào đó, tụi mình tham gia các cuộc thi thiết kế mang tính chuyên ngành cao. Khi biết được giảng viên của mình đang thực hiện một đề án nghiên cứu khoa học, mình đã tham gia và hỗ trợ với công việc là tổng hợp kết quả khảo sát. Từ đó đồ họa hóa thành word cloud. Đây thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời và mình đã học được rất nhiều điều. Các bạn có thường xem các thể loại parody ở trên YouTube giống như mình không? Mình từ đam mê, sau đó mình tìm tòi và mình quyết định chọn đề tài nghiên cứu là tìm hiểu tác phẩm âm nhạc giữ nhạy musical parody tại Việt Nam. Thì mình vừa bảo vệ thành công đề tài này ở cấp trường và được hội đồng đánh giá là đề tài xuất sắc 90/100. Mình rất là tự hào khi mình là một trong những sinh viên đầu tiên của ngành văn học ứng dụng đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp. Xin chào các bạn. Mình đang là tình nguyện viên phòng chống dịch Covid tại địa phương. Thì từ vấn đề thời sự hiện nay và từ ngành nghề của mình thì mình là một bạn ở trong khoa có tiến hành một nghiên cứu khoa học tên là thể xét ý thức chấp hành chỉ thị 16 của một người dân trong đại dịch Covid tại Khánh Hòa. Thì đây là một đề tài cấp khoa và mình sẽ thực hiện ở tại Khánh Hòa và lấy mẫu thể xét là 394 mẫu. Wow! Các bạn thấy đó, nghiên cứu khoa học không còn là câu chuyện ngoài tầm với. Nếu bạn có ý tưởng mang tính thực tiễn, đủ quyết tâm và kiên trì, hãy tìm kiếm thầy cô hướng dẫn và những đồng đội tốt giúp bạn trên hành trình thực hiện đề tài nha. Nghiên cứu khoa học là một hoạt động học thuật quan trọng trong môi trường đại học. Đây là cơ sở để hình thành kỹ năng tự học và tinh thần học tập suốt đời cho sinh viên. Một tín hiệu lạc quan ở trường đại học Văn Lang, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ngày càng sôi nổi, đặc biệt trong 3 năm học gần đây. Bật mí với các bạn nha,
Từ năm học 2018-2019 tới nay, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Văn Lang là 131 đề tài, đạt 119 giải thưởng ở các cuộc thi trong và ngoài trường, trong nước và quốc tế. Sự tăng trưởng về số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên nằm trong không khí nghiên cứu học thuật sôi nổi của cộng đồng Văn Lang, đặc biệt chuyển mình mạnh mẽ trong năm học 2020-2021. Đây là năm học đầu tiên nhà trường triển khai đề án 1000 với những chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm thúc đẩy các giảng viên tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học hướng đến sản phẩm. Văn Lang tập trung nâng tầm công trình nghiên cứu khoa học, ưu tiên công bố khoa học đạt chuẩn quốc tế ISI và Scopus. Đã có 571 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trong năm học 2020-2021, 67 nhiệm vụ khoa học công nghệ giảng viên cấp trường được giao, trong đó có 51 đề tài cấp trường và 16 biên soạn giáo trình tài liệu. Tổng số lượng bài báo công bố quốc tế của trường tăng hơn 180 bài, số công bố quốc tế thuộc tạp chí ISI Scopus tăng gấp 3 lần so với năm học trước. Từ năm học 2021-2022, trường Đại học Văn Lang tiếp tục ban hành nhiều chính sách đột phá về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm tạo động lực thu hút các nhà khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước hợp tác. Gần đây, ngày 1 tháng 10 năm 2021, trường Đại học Văn Lang thành lập Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ với sứ mệnh tăng cường quy mô và chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học, giải quyết các bài toán liên quan tới khoa học liên ngành của đất nước, sớm khẳng định vị thế của Văn Lang trong bức tranh nghiên cứu khoa học của Việt Nam và trên thế giới. Hiện nay thì trường Văn Lang trong nhiều năm đã nỗ lực để đảm bảo là người học của trường Văn Lang sau khi mà tốt nghiệp thì có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu của doanh nghiệp, của nhà tuyển dụng. Nhưng mà nếu mà chỉ dừng ở đó thôi thì không thể tiến xa được. Cho nên là chất lượng đào tạo vẫn là mục tiêu hàng đầu. Trong tương lai thì trường Văn Lang muốn sánh vai cùng với các trường đại học khác trong khu vực và trên thế giới. Chất lượng đạt chuẩn khu vực và chất lượng đạt chuẩn quốc tế, đó là cái định hướng mà nhà trường muốn đạt được. Và đào tạo nó chỉ là một trong những cái hoạt động quan trọng của một trường đại học. Thì trường Văn Lang mong muốn và có định hướng là sẽ phát triển lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và trên cơ sở hội nhập với quốc tế. Trong định hướng vận hành của nhà trường đang đầu tư mạnh mẽ cho khoa học công nghệ, sinh viên Văn Lang luôn được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học với những đầu tư hỗ trợ tốt nhất. Thông qua học tập trải nghiệm, Văn Lang tin tưởng mạnh mẽ vào sự phát triển toàn diện của người học, tạo điều kiện để sinh viên khám phá và khai mở tất cả tiềm năng của bản thân, có khả năng học tập suốt đời, có sức ảnh hưởng và mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng. Như các bạn thấy đó, sinh viên ngành nào cũng có thể làm nghiên cứu khoa học và những đề tài thật là xinh. Mình cảm thấy rất vui khi mà đề tài nghiên cứu của mình được ưa thích và trở thành những sản phẩm thực tế. Ngoài ra thì những sản phẩm này cũng mang lại được lợi nhuận nữa. Mình rất là hy vọng đề tài nghiên cứu về Barudy của mình sẽ trở thành một tài liệu đóng góp cho cái việc nghiên cứu sau này của các bạn. Mình nghĩ sinh viên cần làm quen với việc nghiên cứu để các kiến thức không nằm trong lý thuyết và sách vở mà còn được áp dụng thực tiễn. Đóng góp những giá trị mới từ nghiên cứu của mình, đó là điều quá tuyệt vời đó sinh viên, tại sao không nhỉ? Mình hy vọng rằng các bạn sẽ trải nghiệm một thời sinh viên như mấy nhà Văn Lang một cách trọn vẹn hơn bằng cách tham gia các hoạt động học tập chủ động, trong đó bao gồm có cả nghiên cứu khoa học nữa nhé. Fighting! Đừng sợ hãi, đừng rụt rè, hãy tự tin tham gia nghiên cứu khoa học, bắt kịp xu thế thời đại nha, sinh viên Văn Lang ơi!